Một chiếc xe múc, một chiếc xe ben và một anh chàng xuất hiện. Đây chính là bộ ba siêu đẳng trong tiết mục xiếc cực kỳ lôi cuốn ngay sau đây. Bây giờ chương trình biểu diễn xiếc xin được phép bắt đầu. Anh thanh niên lên xe rất nhanh chóng, đề máy và chiếc xe múc bắt đầu hoạt động. Chúng ta có thể thấy khuôn mặt lạnh như tiền và sự tự tin trong hành động của người lái xe múc. Anh ta điều khiển cổ xe đến gần chiếc xe ben. Và anh ta đang nhắm thử xem chiếc xe múc này có thể lọt thỏm vào thùng của xe ben hay không. Có thể đây là một cú bật nhảy của chiếc xe múc lên xe ben chăng? Nếu đúng như vậy thì thật không thể tin được. Nhưng không, anh ta đã cho lưỡi gạt vào xe ben. Rồi, liệu anh chàng này sẽ cho xe múc leo lên nổi không? Người và xe đang ở thế nghiêng nghiêng rất nhức nhối. Và rồi tài xế cho xe quay đầu, dùng gào múc chống xuống đất dứt khoát. Anh chàng đã sử dụng đôi bàn tay gân guốc cùng lòng quả cảm hiếm thấy. Và thật bất ngờ, chiếc xe múc được nhấc bổng lên trên một cách đầy táo bạo. Chiếc xe đang ở một tư thế ngang cân treo sợi tóc. Vậy chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Thật khiếp sợ! Chiếc xe đang trong tình huống rất nguy hiểm này, còn anh chàng kia thì vẫn bình thản đến kinh ngạc. Liệu có tai nạn xảy ra hay không? Không cần đắn đo suy nghĩ, anh ta nhấn ga lùi xe, mặc cho chiếc cần bấp bênh mất thăng bằng với mặt đất. Thật hú vía với màn biểu diễn đầy mạo hiểm vừa rồi. Có thể nói người điều khiển xe múc đã may mắn khi không có bất cứ sự cố nào xảy ra. Chương trình xin được phép cảnh báo, tiết mục nguy hiểm này không nên thử hoặc biểu diễn trong bất kỳ trường hợp nào. Rồi Ngọc ở đây là lần đầu đây tiên. Đây là lần đầu tiên Ngọc cũng coi luôn. Đó thấy chưa? Thảo không có thể nào hình Ngọc dung được. Ngọc tin chắc rằng đây là lần đầu tiên quý vị khán giả xem luôn. Tại vì quý vị khán giả vẫn thường thấy những cái xe múc này. Nhưng mà không biết là nó sẽ di chuyển như thế nào đúng không? Ở những lòng sông hay ở những cái đoạn đường mà ở những công trình thi công. Công trình thi công. Hoặc là chí ít thì quý vị khán giả cũng sẽ thấy là cái xe này nó được vận chuyển trên một chiếc xe tải để chở đi trên đường. Nhưng sẽ có rất rất ít người đặt câu hỏi là cái xe này nó lên trên xe kia bằng cách nào. Chắc là có một cái xe khác câu lên xong thả nó vô đúng Ngọc không? Ngọc, nhưng mà liệu chăng đây có phải là cái cách lên cơ bản và an toàn không? Bởi vì nếu mà Thảo coi thì Thảo thấy rất là nguy hiểm. Có thể đây là cách lên bình thường, nhưng an toàn thì tôi chưa biết. Tại vì rõ ràng là cái việc mà cái xe nó chỉ tiếp xúc với một tí xíu, theo như hình mình thấy thì tiếp xúc với một tí xíu thôi, mà nếu mà lỡ tay cái anh đó mà anh lỡ tay thì cái xe nó lại rớt xuống thì rất là nguy hiểm cho ảnh và thiệt hại về chiếc xe đó. Tại vì cái trọng tải của cái xe múc nó cũng rất là nặng, nếu mà cái xe kia nó bị chỏng đầu thì như thế nào? Thôi thì các anh làm nghề này, các anh hãy chọn cái phương pháp nào đó cho nó an toàn nhất cho chính bản thân các anh. Bởi vì nhìn cái hình ảnh này thì chúng tôi thật sự thấy giống như là nó giống như cascader vậy đó, nó đang quá mạo hiểm. Tôi không dám đưa ra bình luận gì hết và đây là tôi xin nói là đây là cái sự cận cảnh đa chiều và thêm phần hóm hỉnh của camera cận cảnh.